Chị Ba chưng bánh xèo nghe. Bánh xèo của bà Ba nghe. Ôi ơi, cái gớm không? Không gì còn hành nó cũng mọc lên nữa. Sợ quá bà sao mà cũng chụp. Còn hôm nào cái ở đâu mà trên mạng gì có một tô bánh củ tiếu bánh canh gì có cái núm rôm để ngang cái ghê vậy. Ngang chục đồng nha. À, đây chục dừa. Rồi đây chục dừa. Lúc này nhiêu ký rồi chị Ba? 70.000 ký hả? Ừ. Mần sẵn luôn hả? Là mà chục sao chục sống? Chúng ta mần sẵn luôn á. Mần sẵn luôn nha hả? Là 70.000 ký. Trời ơi, đó ngon à. Ủa đầu đâu em không thấy chị Ba ơi? Phải có cái đầu chuột này, cái đầu mà ăn mới ngon nha bà mẹ ơi. Còn hở mần á kia mà nó kêu mần bỏ đầu hết trơn. Trời đất ơi, cái đầu nó ngon nhất á. Cái này là củ sắn với đu đủ để làm nhân bánh xèo nha cả nhà. À, đây bà chị tôi chưa bánh xèo giờ đang lấy ra nè. Cái bánh này đừng khoe nó dính rồi. Đây đó, nhưng mà cái này cái bánh xèo này là mới cái đầu tiên cả nhà, cái chảo nó chưa có dính dầu. Thành ra nó còn dính. Còn dính chảo. Đó, bây giờ nó vàng hực rồi cả nhà thấy không đó. Ờ vô nè. Đó, nha ngon ngon con tả bánh xèo ngon. Số 1 con. Số 1. Số 1. Trời ơi, lấy cái tay mà ché lỡ rồi ai thấy cái mặt con. Ở đây giới thiệu đi con, đây nuốt chưa, nuốt vô đi. Rồi chắp nuốt đi con. Rồi giới thiệu đây là lá điều, đây là lá điều. Giới thiệu coi. Chú đâu có quay con. Nó đang quay là lá điều, đây là cải bẹ xanh với lại lá này là gọi là lá cắt lòi. À, lá cắt lòi đó cả nhà. Đó, đó lá cái nhà đá vườn không cả nhà. À, chào anh Tùng. Anh đang làm gì anh Tùng? Đang đào lỗ, đang chuẩn bị nướng vịt rồi. Dạ hả? À, này anh đốt muỗng vừa hả để tạo than á hả? Rồi rồi. Mà cái gì cái khối bám hay là cứt bò gì mà thấy vàng vàng vậy? Khối. À, tưởng không cứt bò mới vàng vàng chứ. Trời đất ơi, rồi nướng đốt bao giờ mới có than để nướng trời. Tạng này nướng được rồi. Tạng này nướng mần chưa xong. Mình à, ta giờ than thì có rồi mà dịch chưa mần xong hả? Anh làm nghề này lâu rồi? Cái này càng người cảm hứng, hứng chắc nào là cái đấy. Hả? Cảm hứng hả? Hứng là làm phải không? Rồi cái than này nó có lâu giống như than đước, than củi gì không? Nếu mà nó tàn đốt thêm. Hả? À. Rồi nướng là có làm gì không? Có làm cây quay hay gì hả? Để con vịt cập gấp rồi nướng. Không, nướng dĩ. Nướng dĩ vậy hả? À. Con về nào vậy? Dạ con về khuya hôm qua. Hả? Dạ. Thôi mày về mà không thông báo mày im điềm á, mà tổ chức ăn uống mà im điềm quá mày. Hả? Dạ. Không này con chỉ anh Bình về chợ. Mà con hái ra đọt ổi này làm gì vậy? Dạ con chỉ phụ thôi, phụ. Mà con hái làm cái gì? Phụ nhưng mà tao biết mày hái làm cái gì? Dạ. Gian với đồ nướng. À, hả? Đồ nướng cái gì nướng? Dạ vịt nướng. Vịt nướng hả? À, vịt cá với cá nướng. Ồ, cậu năm tài trợ nữa hả? Dạ. Bây giờ là chiều nay cậu năm qua nữa hả? Ồ, dữ ta. Thì 7 tài trợ. Con hái lá me làm gì vậy? Lá me để ăn với đồ nướng nè. Ăn đồ nướng hả? Lá me ăn đồ nướng là sao? Thường thường lá me ta để nấu chua mà ăn đồ nướng là sao? Chua chát chát đó. Ăn với vịt nướng rồi nè, cá nướng đâu. Được luôn á hả? Được, cái dân miền Tây mà phải biết ăn cái này. Dân Sài Gòn nó biết ăn. Chứ không phải là ở miền Tây rồi họ ra chợ xa quá rồi cả nhà có cây nhà lá vườn có gì quơ lấy cái nấy hả? Cây nhà lá vườn mới ngon. Ôi ơi. Chát kẹp mới ngon. Đọt ổi để cho con Bừng này ăn nhiều nó lấy lúc này rồi nó nó đi trực hoài à. Chờ anh Năm. Anh Năm đang làm gì vậy anh Năm? Gọt chuối. Gọt chuối hả? Ủa sao anh tước vỏ mà anh gọt vậy? Không bị gì thì khó, nó khó lột. Dạ khó lột hả? Còn non nó không được ấy. Chuối hột hay chuối gì anh? Chuối xiêm. Xiêm hả? Ừ. Rồi mà nhà mình có chuối hột không? Không. Mình gọt cái này để làm gì? Cái này để ăn với bò, đầu lòng bò. Đầu lòng bò. Này mà được chú hột cái ngon lắm à. Trời nói gì.
Ừ, bữa nào mẹ xin về trồng cho nó, mẹ cho nó đã coi. Ờ ừ, đúng rồi đó. Ừ. Ăn bắp cũng sướng, ăn chuối con cũng ngon nữa. Ừ. Ừ, ok. Chào lại con. Ờ. Ừ. Con đang làm gì nhi? Con bằng vịt, bằng vịt nướng. Hai ngày rồi đãi cô Tư nha. Ồ, giữ cho ta giỡn. Rồi tôi có lọc ăn giữ cho ta. Trời ơi, vịt này mấy ký mà bự dữ Nhi. Con không biết nó có tầm 2 ký. Tầm 2 ký. 40 rưỡi hả? Trời ơi, con vịt 2 ký rồi chút xíu ông ơi, con vịt chà bá, chỗ này là 4 5 ký gì đó. 4 ký rưỡi hả? Đó hả? 4 ký rưỡi hả? Vịt xiêm hả? Đâu anh Bình có cái clip rồi vậy. Dạ. Nhi Nhi con sống con sao mà con ngon không dữ vậy Nhi? Ngóc ngóc cái đầu lên coi Nhi. Đấy. Con đang làm cái làm nhanh. Trời ơi, văn ướt cái điện thoại của cậu. Điện thoại cậu chống nước mà. Nó kháng nước thôi chứ nó không có chống nước. Con làm vịt này mà mấy bao lâu rồi con? Đó, nãy giờ con mới làm mà. Dạ hả? Chứ cậu ước tính hồi nãy giờ mà nghe coi từ lại lúc con làm tới giờ đầu 2 tiếng đồng hồ à. Rồi, hả? Chưa được 20 phút nữa. Rồi, ai biết đâu, ước tính mà cậu ước tính thì bao nhiêu cũng được. Anh đang làm gì anh? Luộc lòng bò. Luộc lòng bò hả? Ờ, lòng bò là mình luộc có lâu không anh? Hay là luộc sơ sơ thôi? Luộc này luộc mềm rồi sắc gan luôn. À, lòng bò này sao nó đen đen vậy? Sao nó không trắng? Anh thấy ở chợ nó bán trắng mà. Mày kêu lòng đen. Lòng đen hả? Lòng đen với lòng trắng cái lòng nào ngon? Ở miền Tây người ta ăn lòng đen ngon hơn. Hả? Rồi là nó là ăn với kèm với cái gì? Mắm nêm hả? Chú chát hả? Rau sống rồi. Rau sống hả? Rồi rau có chưa? Đi hái chưa? Đã đang hái nãy đó. À, hả? À rau này nãy để ăn lòng bò hả? Để. Vậy sao mấy đứa nó nghe nó nói ăn với thịt nướng? Ăn gì ăn? Cái này có vú nướng nữa nè. Ủa anh ra này ngoài này nào? Nãy gì vậy? Bận cái gì vậy vô với người ta hào với trọng chơi mới ra luôn. Vậy hả? Rồi chị thôi chị Út không ra? Nó mời nó mới ra. Mời nó đưa con thò ra đi chứ với bận. Hôm qua em có hỏi nó đi xe qua đò mất 7 tiếng đồng hồ. Nó thấy vậy nó con ma ngày bữa chủ nhật là có thằng Bừng với Như rồi về đó là lên rồi ra đi xe nào trống nhảy lên đi. Mày ăn đi. Dạ. Chút lên chơi. Chút rồi bao lâu anh? Lên nhất nào lên. Dạ. Lên chơi thôi hả anh? Lên chơi chắc em bận quá không? Chào cả nhà, nay 20 tháng 10 anh tôi đang nướng một món ăn để phục vụ cho giới phụ nữ nè cả nhà. Đây là vịt nướng. Mà vịt này thì nướng lửa than, nướng kiểu này thì nó sẽ xẻ ra rồi, xẻ ra không còn miếng con. Đó. Đầu vô cắn cánh liên tục liên miếng hết rồi cả nhà. Đó. Để phục vụ chị em phụ nữ trong nhà. Đó. Để tới tỏ lòng yêu thương. Thì anh của tôi đây đó, còn một anh nữa đi ra nữa kìa, nhưng mà anh này thì chỉ đạo thôi. Anh này chỉ đạo thôi, còn này là anh này là chỉ biết làm thôi. Đó. Rồi, thì dịch ở dưới quê mình là nướng mồi không, nướng đơn giản, đào đất lên lẩu rồi nướng thôi. Cá trê mà mới đi bắt ngoài đồng vô. Cá trê này cá trê thiệt nha, chứ không phải cá trê nuôi à. Cá trê đồng á, thì tao nói cá trê đồng mà. Cá trê thiệt. Nè, cá trê là nướng món gừng là ăn món gừng là hết ý luôn cả nhà. Số 1 chứ hết ý gì. Đang đứng ở ngoài sân gió quá. Đỡ cá. Hên là mình đào cái hố chứ không đào cái hố là kiểu này là gió nó thổi hơi là bay hơi là than hết á, không có nóng luôn á. Đây lòng bò đen mà được lát mỏng ra này nè cả nhà. Lát mình ăn với mắm nêm. Đó. Mắm nêm chuối chát. Rau sống. Hấp dẫn lắm cả nhà. Mình đây có khế không Nhi? Dạ có. Này ăn chát khế rồi ngon. Ủa lấy khế không ta? Tiếp. Hào đi qua trụ sở lấy khế luôn Hào. Khế chua, khế ngọt. Dạ khế chua. Ừ, khế chua mới đúng nha. Dạ.
Cái của tụi chạy nó muốn lấy rồi. Chào hai dượng cháu. Hai dượng cháu đang làm gì đấy? Nướng vịt. Nướng vịt. Nhưng ngày gì mà nướng vịt đây? Nay là 20 tháng 10. 20 tháng 10. Ừ. Hôm nay nướng vịt cho mấy cô với mẹ ăn. Ừ. Để phục vụ khách nữ đúng không? Mấy cô nữ thì thiếu được thưởng thức vịt nướng ngon lắm nha cả nhà. Đỏ ao vịt, đỏ ao đúng không? Đỏ ao thơm lắm. Ăn đỏ rực luôn đó nha. Mốt nướng nha. Nào giờ có ăn cà nướng chứ chưa ăn mốt nướng nha. Mốt nướng ăn ngọt lắm nha, thơm. Ngọt. Ở cái này cả nhà lá vườn có gì là nướng cái đó phải không? Cả nhà lá vườn hết á. Có vàng mớp chồng ăn là mấy tháng nay mà. Thì nướng nãy giờ là bao lâu rồi Bân? Nướng nãy giờ là nửa tiếng rồi. Nửa tiếng hả? Chín chưa ra? Có thử được chưa? Quá. Đó, cần nãy 3 ký mấy thôi. Ăn cái vịt này ăn chắc ăn cả làng luôn á. Cả nhà luôn. Đũa đâu à, Bừng không sử dụng mà sử dụng bằng tay nãy có rửa bằng rượu rồi. Dạ nướng rồi. Này gọi là nướng gì vậy Bừng? Nướng ngồi lò than. Nhà phải đào cái gì nè, để than dưới nó mới chất. Sau khi muốn nướng tành phẩm rồi cả nhà. Ở đây có đó. Ngửi vừa không dám ăn Bừng chỉ ngửi vừa không dám ăn. Bởi vì để dành cho phía nữ mà Bừng đâu có thể nào ăn trước được. Mặc dù Bừng rất thèm. Thơm lắm. Thơm lắm. Nướng nước miếng vô con. Đấy, tay quẹt ngang nước miếng nhiễu nhão lum kìa. Cái vách lá. Cái ô này là ô cửa sổ. Mình nhìn xuyên qua cái khung ô cửa sổ thì có một cái cô gái đang sắt trái cây ở bên kia. Đó, rồi cả nhà thấy nước lên mặt cái con chào cả nhà cái không? Đó, thấy không? Thấy dễ thương không? Cô gái miền quê của mình đó. Đó, thấy không? Gọt giờ đang gọt trái cây để rồi. Gọt trái cây. Cái món này là khế chua để ăn với lòng bò hồi nãy mới vừa sắt. Cô gái này khéo tay lắm cả nhà, sắc lắc thế nào lắc thế nấy là ăn là bỏ đi về luôn, ngậm nghe là bỏ đi về luôn á. Trời ơi mỏng mỏng tí con. Ủa dạ? Sắc gì mà vậy rồi mỏng mới được, nó chua dữ lắm. Trời ơi thấy cái sa lắc thế không mà nước miếng mà nó nhiễu rồi đó. Nghe thấy không? Phụ nữ cũng đảm đang lắm chứ đừng nhớ phải nam, mặc dù phải nam đi nướng vịt đi làm này làm kia nhưng mà phụ nữ cũng phụ một tay chứ không phải là nhân ngày phụ nữ mà phụ nữ ngồi không. Bần này làm nhà bếp luôn đó nha. Đây một cậu con trai mà cũng phục vụ cho phái nữ đây đó. Nhân 20 tháng 10 đây đó, còn anh Bần mình cũng đang chặt giòn giả đó. Cái nào đỏ đâu đùi không chạy được rồi. Cái ngược bè quá. Cái nhĩa đây ngay góc này nó không gặp. Sợ nước đất. À đẩy xuống dưới đặt dễ. Dưới rồi. Con. Con lấy cái khăn lau cái miệng cái trời đó khắc có mấy cái khế mà sao chảy nhiễu nhão lum hết trơn vậy? Con tưởng đâu miệng con dính cái gì. Trời đất ơi. Gì đâu mà có gì không mà tự nhiên sáng mới sắc khế mà chảy dính chảy vậy con? Nói gì đâu trời. Cái gì không à, thì con thèm quá con đang quất miếng nữa chứ có gì đâu. Con có chừa đó trời. Chừa lại mai sắp đi chị ăn. Mai con đi đâu? Mai con đi nhà. Ủa nghe má, năm mai đại tiệc chiều mà xuống nhà nhà bạn là sao? Chiều con mới đi làm. Chiều là chắc chảy xong lắm hả? Thôi rồi mà. Sao lấy được. Mà giấu mặt đâu hả? Thẩn à. Wow. Cái này cái gì trời?
Cô câu gì vậy? Cổ. Ờ. Cô câu không không. Câu mẹ mày. Con không ăn cô câu đó vậy cậu sáu ăn. Cậu sáu ăn á. Cậu sáu ăn á con. Thôi tao giờ tao không ăn mày. Hao. Cậu tư. Mày giờ muốn đến hai rồi đấy. Cháu mày đây, dưỡng cháu mình đây đây. Lâu lâu mà muốn với hai phong đồ với Hao. Tao là hối hận cho cầm cái chai rượu rồi đó. Thôi đừng ép nó. Chủ xị nó không á. Đó hồi nó dễ còn gọi game đó đó. Chủ xị này múa lửa quá. Từ từ bạn cũng ngồi. Ê mày à, tao không bỏ giọng Hao nghe. Thôi đừng ép mà. Trời ơi, ở đây tao không bỏ giọng Hao à. Bạn kìa.